đây anh em, và mình trở lại rồi đây. Hôm tuần vừa rồi thì mình có lướt trên Shopee và mình có tìm được một cái bộ Lego, một bộ sản phẩm mà nó cũng khá mới lạ. Mình cũng đặt thử về, tuy nhiên là mình có thấy ghi là cái bộ sản phẩm này được ship từ bên nước ngoài về, lấy từ bên nước ngoài về. Mình có tìm ở những cái cửa hàng khác nhưng mà mình không thấy có, nên là mình quyết định sẽ đặt một bộ về cho mọi người tham khảo và cũng review cho anh em xem là nó như thế nào. Thông tin về bộ sản phẩm này thì mình sẽ để ở bên này. Đó, bộ sản phẩm này thì mình mua được trên ở shop đó với giá là 560.000. Tuy nhiên này mình thấy nó hơi đắt một chút, không biết là cái bộ sản phẩm khi lắp lên nó sẽ như nào. Đó, cái điều đầu tiên mình thấy ở đây đó là cái bộ sản phẩm này nó không có hộp. Đó, mình thấy nó được đóng gói trong một cái túi này và mình sờ bên trong thì không có hộp, và nó là các cái gói sản phẩm. Nó được bóc ra sẵn rồi và nó không có hộp, nó chỉ có những cái bộ phận của nó ở trong này thôi, nên là tí chúng ta sẽ thử bóc ra và khám phá xem là bên trong này như thế nào, và không biết mình có bị lừa hay là bị trá hình gì ở đấy không nữa. Và không để mọi người chờ lâu nữa, bây giờ chúng ta cùng đi tìm hiểu và bóc xem là bên trong cái túi này, túi sản phẩm này là có những cái gì nhá. Nào, đi thôi. Vâng, và đây là cái gói sản phẩm của chúng ta đây rồi. Đó, không có thể thấy. Đây, nó chỉ là một cái túi bóng đơn thuần. Và mình sẽ bóc ra bên trong. Đó. Xem là bên trong này là có những gì nhá. Ồ, đây rồi. Trong này còn một gói nữa đây. Đây thì đúng là cái bộ sản phẩm mà mình order về. Tuy nhiên là mình không thấy nó có hộp. Không biết là mình nghĩ là khi đặt từ nước ngoài về qua hải quan nó sẽ bắt bóc hộp ra này nọ. Tuy nhiên là mình nghĩ là phải có cái hộp chứ. Rồi, mình sẽ tất nhiên là tí nữa mình sẽ trừ điểm về cái phần này. Đó. Và bên trong thì nó cũng chỉ có như này thôi. Có một cái khung. Thì đây là cái bộ sản phẩm mà khung tranh mà. Đây có một cái khung. Và tất cả những cái miếng ghép mà chúng ta cần để cho bộ sản phẩm này đây rồi. Đó, đây là quyển hướng dẫn đây. Bên trong cũng không có gì đặc biệt cả. Mình thấy đây có một cái khung tranh, có một lớp kính phía trước. Đó, lắp vào và ghép cái phần đế đằng sau vào. Rồi, và bây giờ chúng ta cùng đi bắt đầu lắp luôn, xem là cái bộ sản phẩm này khi lên hình nó sẽ như nào nhé.
Và bên cạnh đây là mình đã hoàn thành cái bức tranh của chúng ta rồi. Về cái bức tranh này thì mình muốn chia ra đánh giá làm hai phần. Thứ nhất là về nhà sản xuất và bộ sản phẩm này. Thứ hai là về cái shop mà mình mua bộ sản phẩm này. Trước tiên thì mình muốn nói về cái shop mà mình mua bộ sản phẩm này trước. Thì thứ nhất là nó không có hộp. Không biết là quá trình vận chuyển hay là người ta lấy hàng như nào. Tuy nhiên thì bộ sản phẩm đây không có hộp. Và đặc biệt ở bên trong là thiếu đi của mình rất nhiều phần đó. Ở đây ở tầng 1 mình có thiếu một cái pad 1x1 nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà nó cũng khá là quan trọng ở phần dưới này để gắn kết các mảnh lại với nhau. Thì thứ hai đó là thiếu của mình toàn bộ 5 nhân vật minifig ở trong cái bộ sản phẩm này đó. Ở đây thì chỉ có tay thôi, tay và cánh tay thôi, hoàn toàn là thiếu người, thiếu nhân vật và nói chung là thiếu hết tất cả 5 minifig của chúng ta. Nên là cái bộ sản phẩm này của mình mua chỉ còn lại khung tranh và cảnh thôi, không có người trong cái bộ sản phẩm này. Đây là một cái điểm trừ rất lớn mà mình dành cho cái shop mà mình mua bộ sản phẩm này. Và tất nhiên là sẽ không có lần hai để mình quay lại mua shop ở cái này nữa. Tiếp theo là mình muốn nói về cái bộ sản phẩm này. Bỏ qua những cái lỗi của shop gặp phải, thì nếu mà chúng ta có cái bộ sản phẩm này một cách hoàn chỉnh thì mình nghĩ là nó là một bộ sản phẩm đáng tiền. Thì ở đây các bạn thấy một khung cảnh có 3 tầng, tầng 1, tầng 2 và tầng 3. Thì tầng 1 là khung cảnh một cái quán cà phê có cửa vào. Tầng 2 là khu order và pha chế, bên này có cả menu các thứ. Rồi bên này là các bộ phận pha chế. Đó, các bạn có thể thấy là cái máy làm cà phê này, rồi cốc, rồi chén các thứ, có cả chai nữa. Còn tầng 3 là một khu vực để uống cà phê và chill. Thì ở đây chúng ta có hai cái ghế đó, hai cái ghế đơn, sofa đơn ấy. Ở đây còn các bàn ở giữa có pizza, và bên này thì có cả một cái đàn piano và một cái đàn guitar đây nữa đó. Bộ sản phẩm này khá là đẹp và nó cực kỳ là chi tiết đấy, những cái bộ phận nhỏ nhất của cái quán cà phê này được chú ý đến. Trong đó bao gồm cả những cái đèn treo trên tường và những cái cột đèn ở hai bên này đó, cũng tạo nên cảm giác rất là sang trọng của một cái quán cà phê mà thời hiện đại đó. Nếu mà mình được trải nghiệm cái bộ sản phẩm này có thêm 5 nhân vật minifig ở đây nữa thì cũng mình nghĩ nó khá là tuyệt vời rồi đấy. Tuy nhiên thì cái điểm mình không thích nhất ở cái bộ sản phẩm này đó là cái tấm kính phía trước. Mình nghĩ là người ta không để cái tấm này là tấm kính vì giờ cái quá trình vận chuyển sẽ làm vỡ kính. Tuy nhiên thì người ta thay vào đây là một tấm kiểu tấm nhựa, nhựa mica, thì nó không được độ trong và nó cảm giác hơi đục đó. Nên là khi mình lắp vào nhìn cái màu sản phẩm bên trong nó không được chân thật và nó bị mờ đi khá là nhiều. Tuy nhiên là vẫn nhìn vẫn rõ thôi, nhưng mà nó không được đẹp như khi mà cái màu mà chúng ta nhìn thấy lúc mà lắp đó. Và trong một sản phẩm thì nhìn đẹp hơn rất nhiều, nên là khi mình xem cái bìa của một sản phẩm mình sẽ kỳ vọng bao nhiêu thì khi lắp xong thì nó cũng nhìn hơi chán một chút. Tuy nhiên thì nếu mà để đánh giá về bộ sản phẩm này thì mình nghĩ đây là một bộ sản phẩm đẹp và nó được thiết kế khá là chắc chắn đó. Bên trong đây khung rất là chắc chắn, chỉ có những cái mà cái đàn piano này để rời thì nó hơi lỏng một chút thôi, còn không có cái gì để chê ở bộ sản phẩm này nữa. Nên là để đánh giá một cách khách quan nhất thì mình sẽ đánh giá làm hai phần, đó là về nhà của cái shop mà mình mua và thứ hai là cái bộ sản phẩm này đó. Về bộ sản phẩm này thì mình sẽ để nó chắc là với mức điểm tầm 8 điểm đi. Đấy là trong trường hợp mà mình có cả cái minifig ở đây nữa đó. Còn về cái shop bán hàng thì mọi người cũng biết rồi đấy, và mình sẽ không bao giờ quay lại để mua hàng ở shop này nữa. Đó sẽ là một cái kinh nghiệm của mình đó. Khi order hàng từ nước ngoài về thì mọi người thấy quá trình vận chuyển rất là phức tạp và có thể là thiếu sót rất là nhiều. Và lần đầu tiên mình trải nghiệm một bộ sản phẩm nó bị thiếu sót nhiều đến như vậy. Và đó là tất cả những nhận xét của mình về bộ sản phẩm này. Nếu các bạn muốn có thể có cơ hội mà trải nghiệm bộ sản phẩm này thì nên tìm mua ở một shop có cả hộp và một shop chuyên về Lego để họ có thể đảm bảo cho chúng ta một bộ sản phẩm nó hoàn thiện hơn. Rồi, và đó tất cả những cái nhận xét của mình về bộ sản phẩm này. Nếu các bạn có ý kiến gì hay là có comment gì thì đừng quên để lại ý kiến ở bên dưới cho mình nhé. Và cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Bye bye.
Thank you.